À, dạ con kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. À, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây. Thì năm mới cũng chúc quý cô chú luôn luôn dồi dào sức khỏe, thật nhiều may mắn, thật nhiều thành công hết quý chú. Thì hôm nay con cũng quay lại vườn của anh Bình. Đó, thì quý cô chú thấy cũng biết rồi ha. Rất là đa dạng các loại cho mình giao lưu luôn, đồ gốm, đồ gỗ, đồ xưa, bonsai. Thì hôm nay quay cho quý cô chú thấy rất là nhiều đồ gốm, đồ gỗ luôn. Nhưng mà quay thì chia sẻ giao lưu bonsai. Rồi mời quý cô chú cùng gặp anh Bình để mình giao lưu. Rồi em Rồi, chào anh Bình anh Bình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh nè. Hôm nay em đến với kênh Lục Tỉnh Miền Tây. Đầu năm mới, Thanh Bình xin chúc tất cả các bà con, cô bác trên mọi miền đất nước một năm mới thật là vui vẻ. Hôm nay em có về một số cây để giao lưu với bà con, gồm có nguyệt quế, khế, linh sam, ổi, vú sữa, me, nói chung là đa dạng mặt hàng nha bà con. Đó, để giao lưu với bà con nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0967 979 438. Còn số điện thoại giao lưu bên hàng gỗ em là 0939 44 2212 nha bà con. Đó. Rồi, quý cô chú muốn gốm, muốn gỗ, muốn cây thì có đầy dạ, đủ dạ, cho dạ, quý có chú. Ha. Rồi. Vừa bonsai vừa gỗ. Đây là mã số 1 nha bà con. Hôm nay là mã số 1, không có chữ gái sau lưng nha. Đó. Là một cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Đó này là cây cái dáng phong cách nha bà con. Rồi. Đó, cái dáng nó, cái đường thân nó co lắc rất là quái và đẹp nha. Cây này khi lên chậu, nó lên chậu đẹp thì cây sẽ rất là lên nha bà con. Nó có đường thân. Nó đang lên bông rất là gỗ luôn. Lượng đẹp lắm quý cô chú. Cao, chiều cao là 108 nha bà con. Dạ. Đó, chiều cao là 108. Đó. Rồi em sẽ đo cái tán ngang. Đây. Đây, cái tán ngang dưới đây đi. Đây. Tán ngang như là 52. Quá trời, cây này chuẩn bị rộ bông anh ha. Dạ, 59 hết trơn nha. Luôn. Chú ơi. Đó, cây này là dáng phong cách nha, một rồi. Cây mẫu cây tử dáng rất là đẹp, rất là quái nha bà con. Này mình sưu tầm gì để trong vườn nhà mình có những cây lạ lạ gì cũng rất là đẹp nha. Đó. Rồi em sẽ đo cái dòng hoành của nó là 28 nha bà con. Đó, 28 nha. Đó. Cái này nó bị một chút cái dấu nha bà con, nhưng nó không mà sao. Cắt rễ anh ha. Đúng rồi, mà cắt rễ. Cái này thì em giao lưu bà con là giá 3 triệu em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, dòng này thì nguyệt quế lá sáu bông chùm, bông sẽ lên quanh năm và rất là đẹp nha. Rất là thơm. Này khi mình tỉa nó đợt bông này nó sẽ lên đợt bông kế tiếp. Đây, còn đây là một cây rất là quái luôn. Nói chung cây này người ta là nuôi phơm tàn rồi chi chuẩn, nhưng mà nó bị chết chi ở đây đó. Người ta cắt lại. Đã nhìn cái dáng này nó rất là quái và lạ nha bà con. Đó, này mình chơi lại cành gớt rồi nha. Đó. Đó, cái này cái tông cành gớt rồi nha. Đó. Cái này khi mình điểm dây mình sẽ đưa cái cành này ra nha bà con. Rồi, em sẽ đo thông số anh báo luôn. Chiều cao là 90. Đây tổng cái chiều dài tán như gì để gớt xuống như là 76 nha bà con. Ngang như gì là 52. Đó. Cái hoành em đo vị trí này đi. Vị trí trên đây đi nha. Là 34. Cái lô này nó già nuôi khoảng 5 6 7 năm rồi nha bà con. Cốt cành rất là lớn hết rồi. Em đo thử một cái cốt này rồi. Dây kẽm thì đã xả hết rồi này, khoảng 9 nha. Rồi. Đó, cái này bà con mình nhìn thấy thân quá già. Thân cây và cốt cành mình cũng biết cái độ già của nó rồi nha. Đó, chỗ này thì nó có xa một tí. Đây. Có sao thì em báo gì cho mình nha. Mã số 2. Đó, một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm luôn. Đó, cây này thì em giao lưu với bà con là giá là 2 triệu em bao ship toàn quốc nha. 2 triệu mã số 2 nha. 2 bao triệu ship toàn quốc. Dạ. Rồi, lô nguyệt quế rất mã là già. Mã số 3. Đây, mã số 3 này là một cây nguyệt quế lũa nha bà con. Đó, cái này em đã tạo một vết lũa nó rồi nha. Cái này mình có thể về mình tạo một cái dàn lũa riêng mình áp vào để cho nó cái cây nó lên cái dáng thế nó đẹp thêm nha bà con. Chiều cao như là 70. Đó, mẫu tử nha. Ngang như là 43. Những cái cây này á, khi mình đem về mình thay chậu đẹp lên thì cây nó rất là lên, rất là nâng cây luôn. Đó, nó thêm một đợt bông nữa cây này là nó chơi lũa khá đẹp, đẹp chơi lũa là đẹp luôn nha bà con. Đây, cái này tay cành nó hoàn chỉnh hết trơn. Tay cành rất lớn, rất quái luôn. Quanh gần 20 nha bà con. Đó. Đây mình xem cái đường thân. Đó, cái đường thân đường lũa nó nha. Cho kỹ nha. Đó, những mà cô chú anh chị nào thích chơi dòng lũa, đó, mình chơi những cái mà cây như vậy ha. Về áp lũa rồi thêm. Đó. Rồi. À, cái này thì em giao lưu bà con giá là 1 triệu 3 em bao ship toàn quốc nha. 1 triệu 3 thôi anh hả? 1 triệu 3 thôi. Đó. Rồi, một cây lũa rất là đẹp quý cô chú. Này rất là đẹp luôn. Này nó có cái lợi thế là bây giờ là dây đã xả hết dây nha bà con. Rồi. Đây, còn cây này cái dáng khá đẹp luôn. Đó, cái này nó nhỏ nhưng mà nó rất là già cây. Đây. Này tứ diện nha bà con, cao như gì? 82. Ngang như gì là khoảng 62.
Cái này là lá xoắn bông, lá chung bông chùm luôn nha mọi con. Cái dòng này nó chưa có xoắn quá, nó đang rút lá nhỏ lại thôi, nhưng một thời gian lá nó cũng sẽ thắng xoắn lên. Được. Đó, mã số 4 này thì em giao lưu bà con chỉ 1 triệu thôi. Đó, bà con nhìn cây, thêm cái cây tuy nhỏ nhưng mà nó già cây và nó rất là quái nha. 14, đã cái chiều dài này thì nó khoảng 20. Quá già luôn. Cây này rất là già, cốt cành khá lớn rồi. 1 triệu đồng, em bao ship toàn quốc mã số 4 nha bà con, một cây nguyệt quế nha. Liền lạc lắm quý cô chú. Rất là liền lạc, vô chậu đẹp luôn, mình để chân. Đây, tiếp tục cũng là nguyệt quế luôn, lá chung bông chùm nha bà con. Đó, bà con chơi lá chung hay lá sắn gì, bông cũng rất là nhiều và thơm. Đó. Còn cái dòng lá chung đó này mình lên chậu thường xuyên, nó nằm thường xuyên trên chậu, lá sẽ rút nhỏ lại như lá sắn nha. Cao, chiều cao này 69. Đó. Cây này về mình cắt chỉnh lại nó sẽ ra cái dáng rất là đẹp nha. Cây này cái đường thân nó có sẵn rồi, thân và đế nó có đều đặn hết, đầy đủ hết rồi. Đó. Vị trí này là 20 nha bà con. Đây, cái dàn đế thì mình cũng khó chê nha, không chê ha. Cây này mã số 5 thì em giao lưu với bà con giá chỉ 1 triệu 100 ngàn thôi. Em bao ship toàn quốc nha. Cái này về nó dư chi dư nhánh, bà con cắt cho phơm gọn lại ha. Mình chơi cho nó gọn gàng lại, cây rất đẹp luôn. 1 triệu 4, em bao ship toàn quốc. Dạ. Nguyệt quế lá chung môn chùm. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 6. Đây, cây này 1 triệu 2 nha bà con. Cây này là 1 triệu 2. Cây này rất là đẹp, cái bệ nó ăn tiền bệ nó nha bà con, cái bệ này nha. Cao như là 64, tán ngang như gì, đó là 60. Đó, mình xem cái bệ, một bệ đặc hư. Cái này bệ ăn kia. Tiền ha. Đúng rồi, bệ này ăn tiền nha. 17, đây cái bệ, cái đế nó là không bao giờ mình chê được ở đâu nha. Ủa bệ tròn do hay nha quý cô chú. Đúng rồi. Đế đẹp luôn. Ủa bệ tròn do, đế đẹp mà nó thêm một cái nó, cái thân nó khá đẹp luôn. Đó, cái này cái dáng thì nói chung là cũng khá chuẩn dáng, chừa cũng khá chuẩn nha bà con. Đó. Rồi cái này có giá là 1 triệu 2, 1 triệu 3. Hồi nay em kêu 1 triệu 2 hay nhiêu? Thôi 1 triệu 2 đi, em bao ship toàn quốc đi, 1 triệu 2 đi. Thôi 1 triệu 2. Đó. Cái này thì cắt cho nó gọn tàn một cái thì mình lên chậu thì cây rất là năng cây luôn. Đế đẹp luôn quý cô chú ơi. Đây tiếp tục. Rồi, là một tiếp tục luôn. Cây khế Nhật. Khế Nhật. Đó, khế này là khế chua ghép khế Nhật. Cái khế này là bông là ngay Tết nha bà con. Đó, bông đang nhú lên rất là nhiều nha. Này khi Tết là có trái luôn, là Tết mình trưng cây ăn trái, cây khế là trong nhà. Cây khế ở vườn cũng khá tốt nha, phong thủy rất tốt nha bà con. Cao 33, ngang là 34. Đó, cây này dáng, cái lô này dáng nó quái quái như thú, dáng mấy con thú nó nằm vậy ha. Đây hoành như gì là 20 nha bà con. Đó, em đo tổng cái hoành gì là 42, ở chiều dài này khoảng 10 ha, 12 ha, 15 ha. Rồi. Đây, cây này thì em giao lưu bà con giá chỉ có là 750 ngàn. À, cây này em bó bầu cho đi nha bà con. Nó được 3 bo mắc ghép nha. Đó, đang lú bông. 750. Đúng rồi, 750 em bao ship toàn quốc luôn. Đó. Mã số 7 nha bà con. Rồi, tiếp tục mã số 8. Tàn rất là mịn ha. Dạ, tàn mịn lắm rồi. Mã số 8 cũng là cái khế luôn nha bà con. Lô này cũng được dài cây. Để mình xem những cái bông nó đang nhú lên hết rồi nha. Dòng khế này thì lên bông đều đặn thì nó cũng tím cây và nó rất là đẹp. Đó, cây này đế khá quái luôn. Đó, mấy cây này mình vô chậu mini nhỏ lại thì cây nó sẽ rất đẹp nha. Cao là 30, ngang như là 45. Đó, dòng này thì cái giá này cũng khá dễ chơi cho những anh em cô chú anh chị nào mới tập chơi nha. Đó, rất là dễ chơi. 18. Đó. 41. Rồi. Ờ, cái này thì em giao lưu bà con cũng đồng giá là 750. Lô này là đồng giá 750 nha bà con. Đó. Khế chua ghép khế Nhật nha. Đó. Rồi, đổi luôn. Rồi, mã số 9 tiếp tục ha. Mã số 9 là một cây linh sam đao điểm nha. Dòng linh sam đao điểm này mình chơi cái là cái bông nó tím đậm, nó rất đẹp. Đó, và cái mà lá nó cũng gọn gọn nhỏ nhỏ, nó cũng khá đẹp nha. Đó, bông nó nở thì lâu tàn hơn. Đó, gai nó cũng ngắn, nhìn thấy nó ít gai hơn, không phải ít gai mà nó ngắn lại. Đây, chiều cao này là 53. Tán ngang như vậy là 52. Đó, cái này dáng lắc lượng khá là đẹp quá nha bà con. Cái này về mình có thể chỉnh lại một tí xíu nữa để cho cái dàn chi của nó chuẩn lại nha. Đó, cắt gom rút gọn lại. Đó, bà con có thể là nuôi thêm thời gian nữa cho cây nó đẹp lên nha. Rồi. Mấy cây này là mình nuôi cũng khá lâu rồi, 2-3 nước dậy hết rồi. 22 là cái cũ ngay đây nha bà con. Còn ở dưới đây tới 27, em đo nhiều chỗ cho mình tham khảo đi. 16, đây. Cây này thì em giao lưu bà con là giá 900 ngàn, em bao ship toàn quốc ha, mã số 9 nha bà con. Rồi, tiếp tục mã số 10. Đây, đẹp lắm. Mã số 10, đây, cái cây này cũng vậy luôn đây. Cây này cũng như dáng lông luôn nha bà con. Đó, cây này là dư chi nha. Về bà con thích chừa chi nào thì mình chừa, còn thích lượt lại á, theo cái ý của mình. Đó, mình làm lại cho cây nó
đẹp thêm, cái gì nó cũng khá đẹp rồi nha. Đó, chiều cao như vậy đó là 60, tán ngang như vậy là 60 luôn nha bà con. Cây giáng long rất là đẹp luôn, cái lô này toàn bộ là giáng long hết nha. Đây, cái hoành cũ sát dưới đây là 26-27 rồi. Rồi em đâu hoành thân trên đây đi, đó là 15. Cái này thì em cũng giao lưu bà con là giá 900.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, một cây đa ưu điểm nha, dòng đa ưu điểm ra cũng khá là được ưa chuộng trên thị trường nha bà con. Đây tiếp tục là một cây linh sam siêu bông. Cây này về bà con cứ việc là bỏ nước cho em vài ngày, đó, cho nó rụng đỏ, lá nó rụng xuống hết, tưới miếng atonis vô, đó, cây nó sẽ lên bông nha bà con. Đó, em đang đì nó cho nó xuống, cây nó xì lên ha, thẳng lên bông. Cây này thì dạng thân là không có chê chỗ nào ha, rất là quái luôn. Cao là 39. Đó, cái cốt nó là bự ngón tay út em nha, cốt lớn đó. Ngang như là 53. Đó, cây này thì nuôi cũng khoảng là 1 năm ngoài 2 năm rồi nha. Đó, 14 hoành. Đó, mình xem cái đường thân co lắc nha. Đó. Đây. Đây. Chì lớn lớn không anh ha? Chì lớn ngón tay mình không? Dạ, ngón tay có chì chủ gần ngón tay cái à. Đây. Rồi. Cái này ép vô chậu nhỏ thì cây nó sẽ lên. Cây là rất đẹp luôn. 800.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Mã số 9 nha. 800 mua cô chú ơi. Mới mã số 11, 800, 11. Em bao ship toàn quốc. Rồi. Rồi, đây tiếp theo đi. Là mã số 12, cũng dòng sam là siêu bông luôn nha bà con. Phơm tàn rất là mịn rồi nha. Cái lô này thì cái cây nó rất là quái cây. Đó, 12 cũng đồng giá 800 luôn. Cao như là 41, ngang như là 48. Đó, như gì 14 thì 15 nha. Đó, bà con mình xem kỹ giùm em ha. Đây cái đường thân, đường thân quá quái luôn. Đó, cốt cành cũng khá lớn. Rồi. Mịn rồi, cái này nhỏ cũng... nhưng mà cốt cành to lắm của chú ơi. Rồi cái này đây, thì em cũng giao lưu là 800.000, mã số 12 nha bà con. 800 luôn. Mã số 13. 13 là một cây ổi tàu nha. Đây, cây này dáng rất là đẹp, đế cũng khá đẹp luôn nha. Giá thì rồi, cũng khá dễ chơi, 1.2 triệu thôi nha bà con. 1.2 triệu. Giống như con thú ngóc cái đầu lên vậy nha, ngoái cái đầu lại. 30 là chiều cao. Ngang như là 59, cây này nó đã dư chi rất là nhiều. Bà con có thể về mình chỉnh lại cho cái dàn chi nó chuẩn nha. Cái này nếu như mình nuôi tới cái giá thành cũng khá cao nha bà con, và cây khá đẹp nha. Đó, hoành em lấy vị trí này đi, 22 gần 23 tính 22 đi. Đó, cái đế thì cá đều đẹp rồi. Cây này bà con có thể về nuôi chuẩn lại nha bà con. Đó, mình nuôi một thời gian nữa là cây này nó lên tiền nha. Đó, rồi 1.3 triệu em bao ship, 1.2 triệu em bao ship toàn quốc. Em rút chậu bó màu cho đi nha. Nó có cái chân này của chú đi gan thú luôn. Nó này, có ở đây cái đường thân này nó dặn nó lắc chỗ này nhìn rất là khéo cây luôn. Rồi. Rồi, 1.2 triệu bao ship toàn quốc. 1.2 triệu thôi. Mã số 13 nha bà con. Rồi, rồi tiếp tục đây. Một cây vú sữa lò gàng ha. Cây này trồng từ hạt nha bà con. Đó, người ta đã uống nha, từ nhỏ ta sữa đế sữa thân. Đó, cây này hôm nay em sẽ giảm giá cho bà con đi. Cao như gì? 15. Chiều dài gì là 26. Đó, một cây này thì giá đang ghi 800. Em tính bà con là giá 600 không cần lời. Đó, 600 thôi anh ạ. Đúng rồi, tính 600 thôi, không cần lời gì hết. 600 đó. Luôn. Em còn dài cây mới luôn. Đúng rồi, khuyến mãi dài cây này nha. 29 là cái cũ này nha bà con. Rồi. Đó, cái thân này khoảng tay ca, tay ca, tay cái em, tay chỏ em. Rồi. Đó, bà con nhìn thấy cây này rất là đẹp luôn. Hôm nay em bán giá 800, khoảng 1 triệu nha. Cái này nó hơi nhỏ, nhích hơn một chút xíu. Đó, giá là 600.000. Rồi, em bao ship toàn quốc nha bà con. Mã số là 14 nha. Mã tức số 15. Đó, cũng vậy luôn. Em cũng đồng giá cho bà con là giá 600 luôn. 600 đó. Luôn của chú ơi. Dạ, là giá này là em không có quá giảm nữa nha. Nó cao như gì? Đó là 22. Nó đang đâm lá lên, đang đâm đọt lên nha. Ngang như là 30. Đó, cái củ này rất là quái nha. Đó, 19. Ở dòng vú sữa này thì cũng đã khá được ưa chuộng trên thị trường nha bà con. Vừa chơi bonsai mà vừa chơi có trái, có hoa mình ngắm mình ăn được luôn nha. Đó là giá 600.000 luôn. Em bao ship toàn quốc nha. Đó. Rồi. Mã số 15 nha. Rồi, tiếp tục mã số 16. Đó, ba cây này cũng một giá luôn. 16. Đó, dáng đổ nha bà con. Đó, đổ lơi nha. Chiều cao này là 19, chiều dài là 34, ngang như gì là 21, đồng giá là 600 luôn. À, mấy cây này mình được cái nữa cây già và có củ đẹp nha. 17 nha. Rồi, cây này là 600.000, bao ship toàn quốc, mã số 16 luôn nha bà con. Rồi, đổi cây. Rồi, mã số 17, cây chanh sen. Đây, chanh sen này em hôm nay em cũng bán giá là rất là cho bà con dễ chơi luôn, cũng đồng giá là 600 luôn nha. Đó, cái củ này khá lớn và đẹp nha. Cao như là 20, ngang như là 24. Đó, chỉ có 600.000 đồng ha, một cây trang sen này. 600 thôi chú ơi, cái đây. Củ bể nó rất là đẹp. Đây, cái củ bể nó đem đo đây ha, 26 rồi nha bà con. Cái này như là 3 thân nha bà con.
như ba cây chụm lại anh ha. Đúng rồi, như ba cây chụm lại rất là đẹp luôn. Nó dính nhau, nó đường với nhau hết rồi. Đó, bông thì đang lên dòng chăn sen này, bông thì nói chung là nó lên được một cái nó rất là lâu tàn, trên tháng ngoài mới tàn cái bông đó. Này nó cũng khá dễ lên bông luôn. Rồi 17 này 600.000 em bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi, tiếp tục 18 luôn. 18 là cũng một cây trang sen luôn, đồng giá 600 luôn. Đó, bà con xem những cái cây này là giá này rất là chơi, rất là êm luôn nha bà con. Nếu năm rồi cây này khoảng 1 triệu ngoài nha. Rồi. Đó. Cao như gì? 20. Ngang như gì? Đó, 30. Cây này nếu như mình nuôi khoảng 1 tháng nữa thôi, cái dạng form nó mịn lại cái lên bông, rất là dễ bán luôn. Đó, nhưng chỗ em bây giờ nó quá chặt rồi, không còn chỗ chứa nữa rồi. Rồi. Đó, 35. Đó, rồi 34 nha. Đó bà con mình xem kỹ ha, cái dạng đế ha, cái dạng thần ha. Đó, cây này thì em giao lưu cũng 600 luôn, mã số 18 nha bà con. 600 luôn. 600 luôn. Rồi, đổi luôn anh Bình ơi. Rồi, 19. 19 là một cây sung nha bà con. Sung. Cho năm mới sung luôn ha. Đúng rồi, năm mới là sung túc đầy nhà nha. Cao là 46, ngang là 45. Đó, cây này thì em giao lưu bà con giá chỉ là 500 thôi. 500. Đó, những cái cốt cành, đó, cái chi này người ta đã chỉnh sửa cắt giật nuôi rất là lâu rồi nha bà con mới được cái gì nha. Này về mình có thể đệm lại một nước dây để cho nó lên cái form tàn nó đẹp nha. Đây, quanh là 20 nha. 500.000 em bao ship toàn quốc nha bà con, mã số 19 nha. Tiếp tục mã số 20. Mã số 20 em có một cặp hồng ngọc mai nữa nha bà con. Đó, cặp hôm qua thì em đã bán rồi. Cặp này giá 600.000 cặp, quá quái và đẹp luôn nha. Một cục nha, như ruột gà nha bà con. Đây, một cục đây. Đó, cao. Cao như gì là 12. Đó, ngang như gì là khoảng 16. Mấy cái này lùng lùng nhỏ nhỏ dễ thương nha. 20. Đó, cao như là khoảng 13. Đó, mấy cái ghế quái nó lú lên này vô cái chậu kiểu thì cây rất đẹp luôn. Đó, rồi một cặp gì thì chỉ có 600.000 em bao ship toàn quốc nha. Mã số 20 nha bà con. 20. 600 thôi quý cô chú ơi. Đúng rồi, 600. Mã số 21. 21 là một cây trung nu nha bà con. Đó, cây trung nu. Đó, dòng trung nu thì cây này thì em mới vừa cuôn tàn, cuôn đọt nó. Cây này có thể là nó sẽ lên bông nhưng mà sau Tết một tí khoảng mùng 6, mùng 7, mùng 8 mới có bông nha bà con. Cao như gì? 40, ngang như gì? Đó là 42. Cây này thì nó bị tát một miếng da nhưng mà nó bù lại cái đế nó đẹp, thân nó vuốt nó cao, cốt cành nó già mà giá nó cũng dễ chơi luôn. Tính bà con 600.000 luôn đi. 600 luôn. Giá 600 à. Đây. Đây cái mặt này bà con xem kỹ giùm em ha, tát một miếng da ở đây ha. Đó, mình em chỉ cho bà con xem kỹ đi, có khi mình ra tới nơi cái mình sẽ không rõ rồi bắt đầu hơi khó anh tí nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0967979438 nha bà con. Số có Zalo bà con kết bạn sẽ gửi hình ảnh chi tiết thêm để cho mình xem. Còn được mặt rồi. Hàng đồ gỗ thì em sẽ xài số kia. Đó. Đó 20 quá mịn luôn. 22 này thì em giao lưu bà con là giá là 1.200.000 nha. Cây này là cây trung nu nha bà con. Cây này là form tàn đã nuôi rất là lâu rồi. Ngang là 56. Chiều dài 56 tháng ngang là 34. Đế thân thì khá đẹp, cốt cành khá lớn. Cái này nó có thể là dư chi một chút xíu. Bà con về có thể là mình cắt bỏ bớt, đó, sửa dáng hình lại ha. À, cây này rất là đẹp. 16, đó, bà con xem cái bể đế khá đẹp nha. À, bể đế rất là đẹp luôn. Cốt cành thì cũng khá lớn, đây, chậu nó đã thuần rồi. Đó, cây này cây trực rất đẹp nha. Cái này về cắt tỉa, cắt gọn lại mình thay chậu được nha. Rồi, cây này thì em giao lưu bà con là 1.200.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, trung nu ha. Dòng trung nu thì nó cũng khá là giá trị cao ha. 23 là một cây linh sam là 86 gin. Đó, dòng này là dòng gin nha bà con, không ghép nha. Cốt cành cũng khá lớn rồi, nuôi này chưa cốt chưa cành là lớn nha bà con. Đó, cây này chuẩn bị cũng gần lên bông rồi nha. Cao như gì là 29, tổng chiều dài tán như là 50. Ở cây này thì em giao lưu bà con giá chỉ là 1 triệu thôi, em bao ship toàn quốc luôn cái chậu nhựa này nha. Đây, em đo tổng cái hoành đây đấy ha, là 24 hoành cũ nha. Hoành cũ nha bà con. Cây này thì mình cắt ép chậu lại khá đẹp. 23 là giá 1 triệu em bao ship toàn quốc nha. Đó. Đây, mặt dưới đây, cái dạng form thì quá mịn luôn rồi nha. Đó. Rồi, cái này dạng lùng nha bà con. Rồi. 25, 24. 24 là một cây nu gò cong nha bà con. Đó, cây này thì bà con có thể về cắt tỉa gọn gàng lại. Đó, mình nuôi lên cái cốt cành cho nó lớn, mình chỉnh lại nha bà con. Để nuôi cho nó tới cây này giá cũng sẽ nó cũng tăng giá trị nha. Cao là 35, tổng chiều dài tán là 53. Đó, nhìn vàng nu vàng nút rất là đẹp luôn, đế thì cũng khá à, đế nở nha. Đây, em đo cái thân vị trí này nha. Vị trí này là 21 nha. Được. Đây. Mặt sau đây,
Đó, cái này thì em giao lưu bà con giá chỉ là 1 triệu 2 thôi, em bao ship toàn quốc nha bà con. 1 triệu 2 mã số 24. Đế đẹp luôn nha quý vị. Dạ, đế rất là đẹp. Đó, dàn nu nút khá đẹp. Được. Rồi, cây cuối clip là cây 25 nha bà con. Đấy, một cụm gừng mai chiếu thủy trung nu. Đó, 246 thân nha. Ở cụm này rất là đẹp, liền lạc ha, liền đóng lại nha, nó chụm lại nha. Cao như gì là nó 58, tán ngang gì là 60. Đó, dòng này thì bông nó sẽ lên lai gai, để như gì nó sẽ lên bông nữa nha bà con. Nó cứ ra bông, mình tứ đủ phân đủ nước sẽ lên bông thêm. Đó, tổng cái hoành cụm như gì là khoảng 43. Đó, thân nó là khoảng 89 nha bà con. Đó, cây này tuy nhỏ nhưng mà nó rất là già cây rồi nha. Đó, cái cụm này rất là có duyên. Về mình ép vô chậu chủ nhật là cây rất đẹp. Mã số 25 này giá là 800 nha bà con. Em bao ship toàn quốc ha. Đang lên bông thêm nha. Rồi, cây này cũng là cuối clip. Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con. À, rất mong được sự ủng hộ những clip kế tiếp. Em chân thành cảm ơn nha. Dạ rồi. Chúc nhà vườn năm mới thuận lợi, buôn mày bán đắt ha anh Bình ha. Rồi, dạ. Con cũng kính chào quý cô chú, hẹn gặp lại quý cô chú yêu mến. Xin mời đăng ký kênh ủng hộ cũng như là theo dõi anh Bình nhiều hơn hai quý cô chú trên kênh. Rất là đa dạng, phong phú các loại cho mình giao lưu luôn. Con xin chào và hẹn gặp lại.